Hiện tại em báo đang hỗ trợ quý anh chị đầu tư bằng cách lập các nhóm cư dân gồm có Sun Group Sầm Sơn và Sun Beauty Onsen sẽ hỗ trợ các thành viên trong nhóm cập nhật tiến độ dự án, thông tin chính xác và thông tin trái chiều, tư vấn chuyển nhượng mua và bán hợp lý. Để được thêm vào nhóm vui lòng liên hệ hoặc nhắn tin vào Zalo 08233194465 gặp em Trọng Báo. Em báo kính chào quý anh chị đầu tư. Video này em xin được giới thiệu về cập nhật tiến độ dự án Sun Sầm Sơn tháng 3 năm 2023 này. Quý anh chị đang nhìn thấy đây chính là quảng trường biển với quy mô là 37 ha. Sản phẩm mở bán đầu tiên đó chính là shop house. Thì phân khu shop house đầu tiên em muốn giới thiệu cho quý anh chị đó chính là phân khu Prado. Hiện tại phân khu Prado gồm có 2 block, tổng số là gần 40 căn. Hiện tại vẫn đang chậm một block đó chính là P1. Như quý anh chị đang thấy thì vẫn đang chậm block là P1, vẫn dính nhà dân, chưa giải phóng được mặt bằng. Dính khá nhiều mặt nhà dân. Phân khu Prado là một trong những phân khu gần biển, vị trí rất là đắc địa, giao với hai con đường đó chính là đường Thanh Niên và đường Cải Dịch. Đường Thanh Niên thì có lòng đường là 11 mét, hai bên vỉa hè là 3 mét. Còn đường Cải Dịch có lòng đường là 26 mét, bên vỉa hè là 3 mét. Là một trong những phân khu gần biển và đắc địa nhất dự án. Hiện tại thì vẫn đang chậm tiến độ một block. Phân khu tiếp theo em báo muốn giới thiệu đó chính là phân khu Sapporo. Phân khu Sapporo thì giao với hai đường lớn, đó chính là đường Cải Dịch và đường Nguyễn Du, đều là hai con đường lớn nhất của quảng trường biển, đều có lòng đường là 26 mét. Phân khu Prado tổng số là hơn 40 căn. Tiếp theo em báo muốn giới thiệu cho quý anh chị là phân khu Amsterdam. Phân khu Amsterdam thì giao với hai con đường, đó chính là đường Nguyễn Du và đường Cải Dịch. Hiện tại đường Nguyễn Du đang được Sun Group chủ đầu tư giải nhựa rất là đẹp rồi, nhưng mà mới chỉ được một nửa làn đường thôi. Hiện tại thì chủ đầu tư đang sẽ cố gắng san lấp hết toàn bộ mặt đường của Nguyễn Du, chia đôi làn đường. Như quý anh chị đang nhìn thấy, hiện tại chỉ có được một nửa đường Nguyễn Du, 26m chia 3 là tầm khoảng 13m. Hiện tại thì khu A vẫn đang chậm tiến độ ở block, đó chính là A5, A6 và A10, Cải Dịch mặt ngoài. Đường Cải Dịch, đi qua đường Cải Dịch là đến phân khu E. Hiện tại thì phân khu E vẫn đang khá chậm tiến độ ở block, đó chính là E5, E6, E8, E9 và E10. Quý anh chị đang nhìn thấy thì đường E, đường khu E10, E10 giao với E9 thì đang được chủ đầu tư lát nhựa, giải nhựa. E10 thì mới làm được một nửa block thôi, còn E9 thì mới được làm được có 1/4. 1/4 khu E9 mới làm được 1/4. Khá là chậm tiến độ. Theo em báo cập nhật thông tin mới nhất, cũng là một tin vui cho quý anh chị, đó chính là quảng trường biển nhá. Đầu tiên đã có một cơ sở gọi là lớn ở Hà Nội, cà phê đã về với Sun Sầm Sơn. Căn đầu tiên được may mắn được thuê lại để vận hành quán cà phê ở đây. Quý anh chị đang nhìn thấy đó chính là đường Cải Dịch, và căn Cải Dịch 38 là căn góc đã được chủ tiệm cà phê, chuỗi cà phê ở Hà Nội thuê để đây làm địa điểm. Rất là một tin vui cho quý anh chị đầu tư, để cho thấy mọi người có thể thấy được tiềm năng của Sun Sầm Sơn. Phân khu tiếp theo em báo muốn giới thiệu đó chính là phân khu La Vista. Thì phân khu La Vista sản phẩm là boutique hotel, hay còn gọi là khách sạn mini, thiết kế xây dựng là 9 tầng nổi và 1 tầng hầm.
rất phù hợp với quý anh chị có kiến thức kinh doanh về khách sạn và mô hình nhà nghỉ, thì có thể là vận hành kinh doanh trơn tru ở đây, vừa mang lại dòng tiền và vừa mang lại lãi vốn. Chỉ tổng dự án 1.260 hecta, chỉ có 130 căn này xuất hiện trên tổng dự án thôi, là sản phẩm limited, nằm giữa trục đại lộ San Glen Bolivar, một trong những trục đại lộ lớn nhất miền Bắc. Đi qua phân khu La Fiesta và giao với đường Trần Hưng Đạo thì tiếp tục ta di chuyển đến chỗ phân khu Sun Riverside. Hiện tại thì đường trục đại lộ vẫn đang bị dính nhà dân, vẫn chưa giải phóng được mặt bằng, khá là chậm ở chỗ trục đại lộ nối với Sun Riverside. Trong năm nay, trong hè, khả năng trong hè năm nay thì khó có thể đi vào hoạt động được. Hiện tại thì quý anh chị vẫn phải đi theo đường, nếu mà đi từ cầu Vòng Xuyến Bixi nhé, Vòng Xuyến Hồng Ngạc đó, đi theo đường đại lộ Nam Sông Mã thì quý anh chị vẫn phải đi theo đường đến với FLC, rồi dọc chạy theo đường Hồ Xuân Hương để ta đi đến với dự án San Sầm Sơn. Phân khu tiếp theo thì em Báo muốn giới thiệu cho quý anh chị là phân khu Sun Riverside Village. Phân khu Sun Riverside Village thì tổng số căn là 791 căn, có tổng diện tích quy mô là 29 hecta. Như quý anh chị đang thấy, đây chính là mặt shop house đại lộ Nam Sông Mã, với diện tích điển hình là 112,5 m², thiết kế xây dựng 5 tầng, hoàn thiện mặt ngoài và bàn giao thô, chiều rộng là 7,5, còn chiều dài là 15. Rất phù hợp để kinh doanh các đồ ăn uống nhanh và stay home lưu trú, có quy mô nhỏ. Mặt shop house Nam Sông Mã thì gần như chủ đầu tư đã gần như hoàn thiện đến độ là 90% rồi, nhưng vẫn có một số block chủ đầu tư vẫn chưa xây dựng được. Đây chính là một block mà chủ đầu tư chưa xây dựng được. Mặt shop house Nam Sông Mã bên khu The Harbor. Hiện tại thì phân khu Sun Riverside Village vẫn đang chậm tiến độ ở Đầm Tôm. Hiện tại Sun Group vẫn đang cho ngư dân khai thác Đầm Tôm để duy trì được thu nhập dòng tiền cho các ngư dân. Hiện tại thì em Báu đang nhận chuyển nhượng ở phân khu Quảng Trường Biển và Sun Riverside nhé. Quý anh chị có nhu cầu mua và bán chuyển nhượng này thì liên hệ số Zalo hay là nhắn tin qua Zalo, số này của em là 0823319465, để được em Báu có thể là tư vấn giá mua bán chênh hợp lý cho quý anh chị. Quý anh chị đang nhìn thấy flycam em đang quay đây chính là Đầm Tôm này của ngư dân vẫn đang khai thác. Hiện tại thì Sun Group vẫn đang tạo điều kiện cho ngư dân khai thác hết năm nay. Quý anh chị mong đừng sốt ruột, vẫn tin vào dự án của Sun sẽ triển khai tại Sầm Sơn. Em Báu vẫn đang thật sự rất là hy vọng, nếu mà không có tập đoàn Sun Group về thì sẽ không có một gọi là nhà đầu tư nào hay là chủ đầu tư nào có thể gọi là thay đổi được bộ mặt du lịch của tỉnh Thanh Hóa được. Đặc biệt là Sầm Sơn là một trong những bãi biển đẹp nhất miền Bắc. Đến khuân khu The River thì vẫn đang thật sự đang khá là chậm tiến độ. Vẫn đang chậm một block mặt shop house Nam Sông Mã. Hiện tại thì khuân khu The River vẫn đang làm móng, xây móng để lên những căn tứ lập mặt ở phía trong Nam Sông Mã. Phân khu tiếp theo em Báu muốn giới thiệu cho quý anh chị là phân khu Dơ Linh, cũng thuộc tổng Sun Riverside Village.
Phân khu Dơ Linh thì có quy mô là hơn 14 hecta. Sản phẩm mở bán bên Dơ Linh bao gồm là shop house và biệt thự. Shop house thì gồm có hai loại chính, đó chính là shop house thường và shop house art deco. Biệt thự thì gồm có hai loại, đó chính là biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Giá dao động bên Dơ Linh là một căn shop house dao động từ 15 tỷ đến cho 18 tỷ. Còn biệt thự dao động từ 20 tỷ cho đến 50 tỷ. Hiện tại thì tiến độ phân khu Dơ Linh vẫn đang đẩy nhanh tiến độ ở các mặt shop house Nam Sông Mã và mặt shop house Art Deco. Hiện tại thì biệt thự vẫn chưa được xây dựng. Biệt thự tứ lập, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập chưa được xây dựng. Các mặt shop house L5 đã được cất nóc lên tầng 5 và chuẩn bị lợp ngói. Tiến độ thi công của Dơ Linh sẽ đẩy nhanh ở các mặt shop house Nam Sông Mã nhé quý anh chị. Sẽ là bộ mặt của phân khu Dơ Linh. Quý anh chị đang nhìn thấy thì cây đây chính là cây xăng Quảng Châu. Chủ đầu tư sẽ giúp hỗ trợ với tỉnh ủy, sẽ giúp thi công lại cái đường duyên hải ven biển và mở rộng từ cây xăng Quảng Châu. Đây chính là mặt shop house Art Deco. Hiện tại mặt shop house Art Deco, những block phía trong đang được lên móng và hai block phía ngoài đang được cất nóc lên tầng 2 và tầng 3. Đây là mặt shop house L9, hiện tại đang được cất nóc lên tầng tầng 2 rồi và chuẩn bị xây lên tầng 3. Hiện tại mặt L9 thì đang chậm tiến độ ở hai block phía ngoài. Hai block phía ngoài hiện tại mới chỉ có móng thôi. Chủ đầu tư sẽ cố gắng gấp rút thi công trong thời gian tới. Đây chính là đường đại lộ Nam Sông Mã. Sau này Sun Group sẽ san lấp sông Đơ và hiện tại là đang có 4 làn. Và sau này Sun sẽ triển khai thành 6 làn. Một trong những con đường huyết mạch của dự án Sun Sầm Sơn. Con đường tiếp theo em muốn giới thiệu cho quý anh chị đây là chính là đường Tây Sầm Sơn 3 và Tây Sầm Sơn 5. Hiện tại đây chính là con đường Tây Sầm Sơn 5 này. Con đường Tây Sầm Sơn 5 thì kéo dài đến quốc lộ cắt giao với quốc lộ 47, là một trong những quốc lộ có nhiều tỉnh trong những quốc lộ có được nhiều huyện nhất trong tỉnh Thanh Hóa, kéo dài đến. Đây chính là công viên nước. Hiện tại thì chủ đầu tư đang thi công phần móng trò chơi tại công viên nước. Công viên nước là công viên đối diện với phân khu Dơ Linh. Hiện tại thì em Báu vẫn đang nhận chuyển nhượng ở phân khu Quảng Trường Biển và phân khu Sun Riverside. Quý anh chị nào có nhu cầu mua và bán chuyển nhượng thì xin liên hệ số điện thoại của em 0823319465, gặp em Trọng Báu. Hiện tại em Báo đang hỗ trợ quý anh chị đầu tư bằng cách lập các nhóm cư dân gồm có Sun Group, Sầm Sơn và Sun Beauty Onsen sẽ hỗ trợ các thành viên trong nhóm cập nhật tiến độ dự án, thông tin chính xác và thông tin trái chiều, tư vấn chuyển nhượng mua và bán hợp lý. Để được thêm vào nhóm vui lòng liên hệ hoặc nhắn tin vào Zalo 08233 194465 gặp em Trọng Báo.